Nhiều cô bây giờ mà gặp những đức mấy cổ nói một câu gì? Trời ơi, phải chi mà con gặp thầy trước thời gian kia. Như đức hỏi gì à? Bà nói, con mà gặp thầy trước hồi đó thì con đâu có làm cái chuyện mà sửa mắt, sửa mũi, sửa miệng đâu. Con đâu có đi xăm môi tùm lum tùm la đâu thầy. Bây giờ con nghe thầy chia sẻ, con mới thấy đúng là cái tác hại của cái chuyện mà sửa sắc đẹp. Cũng như cái môi của con nghe thầy nói con mới hiểu. Phải chi mà con để cái môi bình thường thì lúc con muốn đi sơn màu xanh thì là màu xanh, muốn sơn màu trắng thì là màu trắng, muốn sơn màu vàng thì là màu vàng, muốn sơn màu gì thì thành màu đó. Về chùi cái là sạch bóng. Nhưng bây giờ tự nhiên con ịnh một nguyên một cái bông hoa hồng vào cái miệng con. Có nhiều người họ xăm môi mà cái môi đỏ chói hả quý vị? Cái môi đỏ chói luôn, nói được có ngại, mệt quá. Nói để người ta giải thích cho những người khác, còn mình lỡ dính rồi thôi. Chứ ai mà chăm chích, ai mà nói tới mình làm cái gì cho nó mệt. Đúng không? Nói cho những người chưa phạm phải thì nên cảnh giác. Thấy không? Nó, thì từ nó đối với vị coi nè, tự nhiên cái môi mình lúc nào nó cũng đỏ chói thì nó dính luôn cái môi như vậy. Mình đi đâu nó cũng dính như vậy luôn. Mình trở thành người bình thường nó cũng dính cái môi đỏ chói luôn. Còn nếu như mình không xăm môi thì lúc mình không cần xà cái môi đỏ thì mình đi vô chùa thì trở thành cái môi bình thường, thì mình lao một cái xong thì mình trở thành cái môi thịt da bình thường. Còn lâu lâu mình đi đám cưới, mình đi dạ hội, mình đi cái gì với chồng mình đà thì mình trang điểm nhẹ nhẹ. Mà trang điểm phải biết cách trang điểm. Trang điểm chi mà một bệt vô cái mặt thấy ghê. Trang điểm vừa vừa thôi, từ đánh phấn đánh kem tới vừa vừa phớt phớt thôi thì nó đẹp. Còn cái này không biết cách trang điểm, trang một bệt vô cái mặt. Môi thì lựa cái màu môi mà nó đỏ chói, sơn một bệt vô. Bây giờ mình là một người phụ nữ ở gia đình thì đó đâu phải là một những cái người nữ mà người ta vì cái chuyện mà hình dáng đó đâu. Mình là một người phụ nữ là có chồng, có con, nên cái chuyện mình nhất định là nó sẽ không đạt như những người phụ nữ mà người ta mà tối ngày chỉ lo về thân hình. Nên cái cách trang điểm của mình nó phải phù hợp với cái gia đình của mình. Nên mình cũng trang điểm nhưng nó rất nhẹ nhàng và sơn môi rất là lợt, nhẹ nhàng luôn. Dù mình có vẽ mắt gì mình cũng vẽ nhẹ nhàng. Còn cái chuyện mà gắn lông mi rồi này kia đừng nên gắn. Nó nặng, nó khổ gì đâu mà làm gì, mệt ghê. Không? Chứ mày thì còn có thể tém tém dễ dễ một chút thì còn có thể. Môi thì có thể sơn nhẹ nhẹ, những cái màu sơn cho nó nhẹ thôi. Vừa nhìn mình thấy nó nhẹ nhàng. Có giờ mình trang điểm mà người ta vừa nhìn mình thấy nó nặng lắm. Trang điểm mà thấy nặng là không đẹp. Trang điểm mà nhẹ nó mới đẹp, hiểu không? Như vậy thì như thế nào? Thì mình là con người nghe đạo, con người biết tu, thì cái tâm mình nè nó sẽ nhẹ. Cái tâm mình nó nhẹ thì nó hiện cái tướng rất là nhẹ. Dù mình chưa trang điểm gì hết trơn nữa nó vẫn là đẹp. Thí dụ như bây giờ mình nhìn bao nhiêu cái mốt con người bây giờ họ uống tóc tai bù xù, nó làm cho tùm lum tùm la hết trơn á. Nó tứ tung hết trơn rồi. Móng tay nó sơn cái này cái kia vô, nó làm cho gấu á. Gấu hay gây vậy đó. Gấu. Làm cho gấu đi. Thì Đức dùng câu gấu đại đi. Làm cho gấu quá. Nhiều đứa trẻ nó cười. Thầy nó tự nhiên ngộ cái dọn đẹp mà ông nói làm cho gấu. Thì những Đức nói bây giờ nhìn như con gấu thì sao? Tự nhiên móng tay bình thường gì người ta chỉ cần chà chanh cho trắng thôi. Nếu như hơi đẹp đẹp một chút, chúng ta dưỡng cái móng nó mỏng thôi. Nó mỏng cái móng chút xíu thôi, đừng cho nó dài quá. Mà mình là có gia đình rồi thì cắt móng tay cho nó ngắn, chà chanh cho nó trắng tươi móng tay của mình, sạch sẽ thôi ha. Theo kẻ móng tay sạch sẽ hoàn toàn, không cần sơn cái gì vô móng tay, chỉ cần để móng tay tự nhiên trắng thôi, tự nhiên sạch sẽ thôi ha. Chỉ cần như vậy, móng chân cắt cho sạch sẽ thôi. Không nên cắt phé nhiều quá, cắt phé nhiều quá nó thối móng ha. Phé nhiều quá thối móng chứ sao ha. Nên từ nơi đó mình ít cắt phé thì phé mình nó duy trì giữ được ngay phé đó thôi. Còn mình moi cái khóe hoài thì cái khóe nó ra, mình phải moi hoài. Moi lâu ngày nước nó thấm vào, nó thúi cái khóe móng của mình, nó thúi móng chân. Móng tay, móng chân đều để tự nhiên, mình cắt ngang, nhẹ ngang, vừa vừa. Mình đừng có cắt phạm vô thịt quá, mình chà chanh trắng trẻo móng tay. Chỉ cần giữ duy trì như vậy thôi, cơ thể sạch sẽ, gọn gẽ. Tóc tay của mình gọn gẽ, sạch sẽ. Không nên uống xì nhon mà xù xù lên chi. Cái người mà nó hiền mà uống tóc xù xù thì cũng thành dữ như là gấu vậy đó. Như bà chằn vậy đó. Có ai nói chằn mà đẹp không? Bây giờ là con người ta nó thích chằn lửa, chằn cái. Nên từ nó đó mà tới tùm lum tùm la không. Mình nói gì, tôi nói những người mà uống xù tôi không nói người đó nghe.
Tôi nói những người mà sẽ không uống xù. Tôi nói những người mà chưa uống xù. Còn những người đó lỡ uống xù rồi thì thôi, chúng ta không nói những người này. Ta lỡ rồi thì thôi, thấy không, được kinh nghiệm lại. Đó là cái điều những đức nhận thức rất là rõ ràng. Tại vì thật sự mà nói, những đức ngoài đời cũng là một thanh niên biết đi chơi ngoài đời chứ không phải đi tu từ nhỏ. Nên cái góc độ những đức nhìn cái đẹp cái xấu, những đức tương đối nhìn được, nhìn ra được hết luôn. Nên từ nơi đó mình biết cách dọn cho cái người phụ nữ bên cạnh mình. Sao sao mình biết luôn chứ không phải là lúa nha. Không phải là quê mùa không biết gì đâu. Người ta thành phố mà, ta biết, ta nhìn được rất là nhiều. Nhưng đức ngày xưa đi lỡ tiệm tóc đồ chơi, tại vì nơi đó là con gái nhiều. Muốn chọc đứa nào trong tiệm tóc thì phải ngồi hoài trong tiệm tóc vậy đó. Cứ ngồi chơi vậy đó. Nó đi học xong chở nó về, cứ canh hoài, canh giết thì nhìn người này người kia qua lại, nhìn giết quen mắt biết luôn. Biết tiểu tóc này kiểu tóc kia, tóc đỏ biết hết trơn, hiểu không? Nên từ nơi đó những đức chia sẻ để cho tất cả những người mình nghe khi mình học Phật rồi đó, mình áp dụng sao cho đặc biệt. Chứ không phải là mình học Phật rồi mình trở thành một người phụ nữ mà nó quá quê mùa cũng không được nữa. Tại vì mình quá quê mùa, tao nói người học Phật vậy là quá quê mùa, người ta không tiếp nhận Phật pháp. Nên mình học Phật rồi mình gọn ghẽ, mình sạch sẽ. Thí dụ như bây giờ cái trang phục của mình bận ngày xưa, mình theo thờ, theo mốt, mình bận mỏng manh áo dây, hay là không dây nữa, có áo không dây nữa đó. À, bây giờ có áo không dây nữa. À, áo dây là xưa rồi chứ không dây luôn. Không dây là sao? Không dây là nó chặn ngang chút xíu à. Rồi là xong. Chắc cái áo nó bận, chắc nó chồng từ trên chồng xuống rồi phé 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 ngang cái. Ở trên kéo lên chút ngang, ở dưới kéo ngang. Mà nó còn phải chừa có bún gúng nữa nha. À. Rồi giờ mót thời gian nó phải lấy một cái viên ngọc gì đó, nó gắn ngay cái bún gúng nó nữa thêm một cái nữa. Rồi bây giờ nó còn mót thời gian nó làm thêm cái bông hồng ngay cái mông nữa. Mà nó bận đồ phải hạ thấp xuống để bông hồng cho người ta thấy nữa. Tất cả những cái mốt này chúng ta cho qua hết đi. Đúng không? Bây giờ chúng ta là một người phụ nữ tuyệt vời, một người phụ nữ mà có sức thu hút là sao? Là một người phụ nữ kín đáo. Quý vị để ý nè, nói này mới bị mất kinh nghiệm hay nè. Người bây giờ là không có góc độ nên họ mới đi bận đồ mỏng manh. Tại vì cái đẹp mà mở ra hết thì không còn đẹp. Đúng không? Thấy hết là đẹp gì nữa. Bởi vì nó khiêu gợi, nó chỉ là khiêu gợi, nó khiêu gợi ma tà đến với quý vị thôi. Chứ cái người thiện nó không đến với quý vị. Bây giờ quý vị là khiêu gợi tuyệt nhất là gì? Là không thấy nó mới khiêu gợi. Kính hết, từ cần cổ cho tới chân kính sạch hết. Ta không biết quý vị như thế nào thì nó mới muốn biết cái cảm giác của người đàn ông là sao. Là nó không thấy được cái gì nó mới muốn thấy. Mà không cho nó thấy thì nó tức. Mà nó tức thì nó theo. Thì gọi là thu hút tuyệt vời, hiểu không? À, nó còn không có tội nữa. Còn bây giờ bạn áo dây không dây, quý vị sẽ tạo nghiệp. Nghiệp gì? Quý vị đi một vòng ngoài đường ra ngoài chợ thì quý vị sẽ tạo một đống nghiệp luôn. Quý vị chồng vào cái tâm thức của con người ta là cái tâm dục vọng. Quý vị bạn đồ vậy đi khiêu gợi gì dục vọng. Con người sống vừa nhìn quý vị người ta sẽ khởi dục. Mỗi một con người khởi dục là người ta đã gieo cái nhân của tham là ở trong ngạ quỷ. Mà chính quý vị là cái nhân để làm cho người ta khởi lòng tham của dục, hiểu không? Tạo nghiệp. Rồi quý vị sẽ chiêu cảm một số quỷ, quỷ tà, quỷ mị. Mà tâm dục vọng đó có một cái cảnh giới vô hình gì quỷ tà, quỷ mị, dục vọng nữa. Bắt đầu họ thấy người cô gái này quá khứ là bạn đồ mỏng manh, nó mới đi theo. Nó đi theo ào ào theo khi quý vị si phước á. Thì bằng đêm bị ngủ, nó sẽ đến quý vị, nó làm chuyện ăn nằm với quý vị luôn. Cái cảnh giới của vô hình nó có thể làm với quý vị chuyện đó vì sao? Vì phước si. Có mà có những người bằng đêm là cứ bị đè suốt à. Vì sao? Vì phước si. Vì chính quý vị là gũ mờ những loài quỷ mị đến với mình. Rồi quý vị có khi bạn đồ quá mỏng manh, quý vị sẽ làm cho nhiều người khởi dục. Thì những người nó đi đến mức cực điểm thì nó sẽ tìm mọi cách để mà nó hại cuộc đời quý vị. Là chính mình đã tạo ra cái cảnh đó, là gieo nhân gặt quả, quý vị thấy không? Cái nhân quả rất rõ ràng. Nên mình là người phụ nữ dù có chồng hay là chưa có chồng, chúng ta nên bận đồ kín đáo. Đây là người tu nghe đạo, nó sẽ giữ được cái phước quý vị rất là lớn, thấy không? Chứ đừng có phe làm chi, phe tùm lum la chi mất công. Mình kín đáo mình phe với chồng mình là được rồi, thấy không? Vậy thì mình là một người nữ đạo đức tuyệt vời. Mà đạo đức nó sanh tướng, nó sanh phước, phước nó sanh tướng. Một người phụ nữ không đẹp mà nó có phước nó sanh tướng từ từ, rồi từ từ tự nhiên nó đẹp. Quý vị đi về chùa mà những đức bà tuốt giết, những đức nói bảo đảm quý vị xấu cũng thành đẹp nữa. Lùng thì đẹp theo lùng, mà lé đẹp theo lé, hô thì đẹp theo hô, súng răng đẹp theo súng răng.
Về đây đi, tút từ từ rồi quý vị sẽ thấy. Tút bằng cái gì? A-di-đà Phật. Thấy không? Trời ơi, người ta ở đây nè. Người ta ở đây là ế hề nè. Ế hề. Biết. Ê hề đến mức mà ngày xưa mà cứ mỗi lần cười là thấy cái bằng não nó dài. Bằng não nó dài. Mỗi lần cười là cái mỏ chu vậy đó. Bằng não kỳ cục quá. Nên mỗi lần cười là không dám hả miệng ra đâu. Đúng là cái nụ cười mà không tự nhiên rồi nó dồn nén khổ đau. Dồn nén khổ đau đấy chứ. Quý vị coi cái người mà cảm xúc khổ đau có ai mà cười ha ha được không? Nên cái người mà cười ha ha là cái người mà giải tỏa tâm tư, thấy không? Nên mình là người học Phật, cái miệng sao chăng nữa nó cũng cười ha ha. Mỗi ngày mình niệm Phật á, mình lên mình niệm Phật Nam Mô A Ra ha, là ra cái gì? Ra phiền não, ra buồn phiền. Nam Mô A. Thấy chưa? À, thấy không? Nên tại sao vì về đây vui? Tại vì vì về đây vui là Nam Mô A. Nên nó ra hết trơn rồi. Nên không còn buồn phiền não hết trơn á. Thấy chưa? Tuyệt vời. Nên từ nơi đó gì? Con người vui là con người ha ha. Vì thấy cái người mà tự tại không? Người ta nói sang trọng phải không? Ha ha ha. Cười ha ha. Còn người mà khổ tâm á thường. Cười mà nó cứ nén vào không à, nén vào không à. Mà cái người mà nó cười nó không thoải mái là con người này nó cũng hẹp hòi nữa. Keo. Quý vị đi tìm tất cả những cái tướng người keo đi. Những người mà keo, những người mà gọi là rít rắm. Những người mà đối với gia đình, đối với cha mẹ rít rắm tính toán từng chút. Cái người này là cái người nhìn cái mặt là có cái chữ trên trán liền. Bà keo. Bà keo kế chữ kiệt, keo rồi kiệt luôn, kiệt phước luôn. Những cái bà keo kiệt là bà nào cũng không bao giờ mà cười được. Ha ha ha, không ai cười được vậy chứ nha. Mà từ khi mà gặp những đức mà niệm Phật từ từ là ha 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 liền à. À, ngộ như vậy đó, vì sao? Vì nó mở tâm lượng ra. Hiểu không? Nó nên con người mình á, dù lé hay xấu hay què, nhưng mà giờ mình nghe đạo nên cái tâm trạng của mình nó đánh tan cái đó ra. Nó không có tích trữ cái đó nữa. Đừng bao giờ ôm cái xấu nặng nề trong tâm. Đừng bao giờ cho rằng mình xấu, mình mặc cảm. Đừng bao giờ cho rằng là mình là cái đó, là mình không ngóc đầu lên nổi. Mình đừng bao giờ đi vào cái tư tưởng tiêu cực. Mình luôn luôn phải sống tích cực. Mình còn một hơi thở, mình còn có cơ hội. Dù mình xấu nhưng tâm địa mình tốt, người ta vẫn tiếp nhận mình. Còn người đẹp mà tâm địa xấu, người ta vẫn không tiếp nhận. Nên chúng ta học Phật là chúng ta có cơ hội nhiều người tiếp nhận chúng ta. Nên xô chúng ta nhiều vô cùng. Vì thấy từ khi niệm Phật tới giờ thấy xô chưa? À, hiểu thấy không? Ngày xưa có ai theo đâu. Mà bây giờ thì coi bên cạnh, trời ơi mấy cô trẻ quá trời luôn. Không? Trẻ đi theo đồ tu rồi mà có tư tưởng nữa chứ. Ngày xưa kiếp em cũng khó. Bây giờ em quá nhiều. Hiểu không? Tại vì sao? Vì cái tâm trạng của mình là niệm niệm vì người, thì có cái người tâm trạng vì người đến với mình. Bây giờ quý vị cũng muốn tìm cầu cái sự an lạc, thì bây giờ những đứa đem cái tư tưởng an lạc chia sẻ cho quý vị nghe. Trời ơi, chia sẻ cái này mà ngủ nó thôi thua. Chuyện sức môi hộp mà ngủ nó thôi thua luôn. Hôm nay thấy mọi hết ho nha. Hết ho rồi đó, thấy chưa? Có thuốc gì đó. Ho phải không? Ho đi. Bây giờ chúng ta ho thì ho, giảng pháp thì giảng pháp, từ từ cổ hết ho luôn. Luyện cho con cổ một cái năng lực kim keng. Tại vì sao? Nó chạy xước bên trong, niệm viết từ từ, lành luôn. Lành luôn. Những đức thấy cần cổ mà nó rác thì hôm lễ Bồ Tát Quán Âm chạy trong đúng không? Xong những đức mỗi buổi tối trước khi ngủ, những đức pha ly nước muối, những đức uống vô. Nó gác trầu, nó gác muốn chết luôn. Mà nói uống nước muối vô đi. Đi chi? Tại vì ngày xưa học võ đó, người ta làm cho bầm dập chân cẳng, xong người ta mới đắp muối vô thì nó cứng lại dữ lắm. Những đức nghĩ rằng là bây giờ cần cổ mà nó chạy mình uống muối vô, nước muối vô nó làm cho cần cổ mà nó chắc, vì sao cổ nó cứng luôn. Đúng không? Nó từ nơi đó mà nó từ từ nó cũng khỏe, nó có thời gian, hiểu không? Ví dụ mình không dùng thuốc chứ mình luyện mình. Như có bà cụ chùa mình bà đi, trời ơi, đặc biệt kia.
Cụ can mới đi rồi, mất rồi. Thì vị biết rằng đúng là người niệm Phật đi tự tại thiệt. Chính mắt thấy tai nghe rõ ràng. Lúc bệnh đau chịu đựng, chịu khổ, chịu khó đau cỡ nào cũng A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nó đau, bộ nó đau vô cùng, chân cảm nó sưng lên hết. Vì nó trả nghiệp của tuổi già, sưng chân phù 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 lên, nước vàng chảy ra. Vậy mà bà A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Quý vị biết rằng cách này 2 ngày, thì cái buổi chiều giờ 3 giờ nhà Đức xuống chuẩn bị ăn cơm, cơm chiều, thì xuống nhà Đức nhìn bà, những Đức thấy bà yếu. Những Đức nói bà cụ can, bà niệm Phật nghe bà cụ. Niệm Phật giảng sanh quyết tâm nghe không? A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, niệm suốt luôn. Những Đức ngồi ăn cơm, ăn khoảng 12 phút. Đúng là ăn thêm chén cơm nữa. Tự nhiên mình có một cái cảm giác bà cụ can bà đi. Mà lúc đó đâu có sách ban hộ niệm gì, thấy bà quá khỏe. Có sách ban hộ niệm. Mà những Đức có một cái cảm giác là bà cụ can bà đi. Tự nhiên những Đức không ăn chén cơm. Tiếp tục nữa, những Đức để chén cơm xuống, bước thẳng vào phòng hộ niệm. Bước vào phòng hộ niệm, những Đức thấy bà yếu rồi. Những Đức nói bà cụ can, niệm Phật lên. Niệm theo những Đức nè. Những Đức niệm lớn lên, bà niệm theo. Lúc đó chưa sách ban hộ niệm, nhưng có những Đức ngồi niệm với bà. Xong rồi những Đức niệm có mười mấy câu, bà niệm theo những Đức. Xong có mười mấy câu thôi, bà nhẹ nhàng bà thôi, tự tại vô cùng, ngồi niệm Phật với bà luôn. Rồi xong cái đầu mấy chú mấy cô rồi vô ngồi niệm Phật, để ngoài kia sắp ban hộ niệm vô hộ niệm cho bà. Hộ niệm 24 tiếng xong, mềm mại vô cùng. Quý vị coi đó. Nên từ nơi đó mà mình thấy đúng là cái người niệm Phật nó đi tự tại vô cùng. Quý vị, còn cái cô mà ở ngoài đời mà cổ bị ung thư, 55 tuổi, cổ nghe những Đức chia sẻ những cái bài chia sẻ mà niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư đó quý vị. Cổ nghe ở nhà cổ chân thật cổ niệm Phật. Cô nói với con cổ, bây giờ nghe thầy giảng mỗi ngày như vậy, bây giờ mẹ quyết tâm, bây giờ mẹ đi vô chùa thầy, con xin thầy, con vô con nuôi mẹ để mẹ được ở trong chùa. Nhưng mẹ nói với con là mẹ đã vô chùa đúng một tuần lễ thôi, đúng một tuần lễ. Một là mẹ đi, còn hai là mẹ vé mẹ đi về nhà. Đúng một tuần lễ thôi. Xong xin vô những Đức, tự nhiên xin những Đức nhận bả liền. Nhận xong đưa bên đại tùng lâm bên. Xong bà ở đúng 2 ngày, tới ngày thứ 3 buổi sáng nhà Đức vô thăm bà. Nhà Đức vừa gặp bà giống như cuộc đời của người gặp đúng một lần. Một lần đầu gặp, một lần cuối ra đi luôn, không có gặp cái gì nữa chứ. Thì vị biết rằng là bà nghe thôi, nhà Đức chia sẻ bà khóa trên mạng, chứ gặp nhau ngoài đời gặp chỉ đúng một lần. Thì nhà Đức bước vào đúng ngày thứ 3, bước vào buổi sáng thăm bà. Bà gặp nhà Đức, bà đứng lên cái chào nhà Đức đồ này kia. Nhà Đức nói thân thể ốm o, báo hiệu sắp ra đi. Chân thật mà niệm Phật cầu sanh cực lạc, không còn mong mỏi cái gì ở cuộc đời này nữa chứ. Đau đớn quá, mong mỏi cái gì? Mấy chục năm ở đây khổ quá mà, thế giới cực lạc vui như vậy sao không gì? Đánh vô tư tưởng, một tư tưởng nó mạnh, cực mạnh vô tâm bả. Nó con cảm ơn thầy, con quyết chí con niệm Phật sanh cực lạc. Thì vị biết rằng gặp bà nói chuyện có mấy câu rồi xong bả cứ niệm Phật. Bữa sau lại là ngày thứ tư, sáng ngày thứ tư bả vừa công phu xong với đại chúng lúc 7:10. Vừa công phu xong, con bà ngồi kế bên bà niệm Phật với bà. Quý vị biết rằng nghe, bà vừa công phu xong, con bà ngồi còn niệm Phật với bà. Bà quay lại bà nhìn đứa con bà, cười với đứa con bà một cái, chào con bà một cái. Gì đâu mà đặc biệt gì đâu á chàng, đi gì đâu mà nhẹ nhàng. Từ bữa thứ tư cho tới bữa thứ 7 là đưa bà đi đài quá tán, nhưng Đức làm lễ đưa bà đi đúng 7 ngày. Bà nói đi vô chùa đúng 7 ngày. Một là đi, còn hai là khỏe. Bà đi 7 ngày. Trong khi vẻ re ung thư còn đi tới lui đồ, vẻ re tỉnh táo ngon lành luôn mà đi vậy đó. Mới thấy rõ ràng cái người niệm Phật phải là phải rõ ràng là thọ mạng đến đi tự tại quý vị. Còn thọ mạng còn thì sống bình thường. Như bây giờ quý vị coi cái bà cụ 10 mà nằm trong phòng hộ niệm, bà da bọc xương thì hiện cho quý vị thấy luôn. Da bọc xương. Bà nằm như vậy vì vô cái kêu bà cái rồi. Hả? Hỏi 10 khỏe không 10? Khỏe. Da bọc xương, ốm nhơm ốm nhấp, da bọc xương luôn. Mà gặp hỏi 10 khỏe không 10? Khỏe. Niệm Phật 10 ơi. Mà quý vị niệm A-di-đà-phật. Bà niệm theo, bà đưa cái tay, bà chấp cái tay, bà vỗ tay. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Niệm theo, bà vỗ tay liền. Mà da bọc xương mà mặt tươi rói. Kiến nó bò lên cắn bả, chắc mấy con kiến này cái nghiệp chướng đến đòi.
Kiến nó bò lên nó cắn bà. Kiến nó cắn bà mà kiểu da bọc xương mày, thì có miếng thịt nào đâu mà nó cắn được, cắn da. Thì cắn bà chắc đã ngứa hay sao? Nguyên ổ kiến cắn bà đã ngứa hay sao? Tự nhiên thấy bà nằm có mình bà làm nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cuối cùng nguyên ổ kiến cắn cái chân bà đầy hết chứ mà A Di Đà Phật. Trời chắc nó ngứa, nó đã ngứa hay sao không biết nữa. Người gì mà lạ ghê trời. Còn chính người ta nói mẹ cha người ta ngoài đời nằm là kỳ cục lắm. Mà sao bà cụ này bà da bọc xương mà bà niệm Phật, bà trong phòng một niệm nhìn cái mặt bà nó tươi rối à. Dù là bệnh đau cũng tươi rối à, ngộ lắm. Đúng là nghe câu Phật hiệu này thù thắng quý vị ơi. Còn ở bên kia kìa có một bà cụ mà bà nằm ở ngoài đời nhiều năm là cái môi bà sệ xuống vậy nè. Môi bà sệ xuống kỳ cục lắm. Con gái đưa vô nuôi. Mà những đứa mới bước vào, những đứa nhìn một cái, những đứa gặp một cái, những hết hồn. Trời sao con người thấy ghê chợ. Mấy bà cụ trong chùa mình nằm bệnh chứ không bao giờ mà như cái tướng này. Mà sao cái tướng này thấy ghê vậy? Vậy mấy vị biết rằng đi vô trong chùa mình 2 tháng sau thôi. Vậy mà bà làm một cái việc làm mà kinh ngạc con, bà rơi nước mắt. Nằm nhiều năm không biết một cái gì, không nói một cái gì. Mà tới 12 giờ khuya là cứ la ôm sùm. 12 giờ khuya là bà la ôm sùm mới làm cho người ta ngủ không được. Mà ai chăm bà là khó khăn lắm. Vì mà bà đi vô chùa mình nghe cái bữa mà vô đầu tiên những đứa bước vào những đứa gặp là thấy ghê quá. Mà bà nằm im gu, mình nói không cần nói đại đi. Cái tâm thức của người ta vẫn nghe chứ. Mình nói vô đây niệm Phật nghe, quan gia trái chủ đi theo vô đây niệm Phật nghe, hãy quan hỷ niệm Phật mà ở đây được nghe. Rồi xong 2 tháng sau thì biết nhìn bà cái môi bà nó ít sệ lại. Và con người bà bằng đêm 12 giờ khuya bà không la nữa. Rồi sao đứa con gái ở thành phố xuống thì tự nhiên đứa con gái đến kêu mẹ, tự nhiên bà làm nè, A Di Đà Phật. Đứa con gái rơi nước mắt luôn. Trời ơi thầy ơi, bao nhiêu năm chờ mẹ con nằm im gu bả la kinh khủng lắm mà vô đây sao lạ như vậy. Vì chỉ nằm trong phòng hộ niệm thôi, chỉ người ta niệm Phật là nằm vậy thôi, không biết có niệm hay không biết, nhưng mà được lợi ích. Cái bà cụ mà lằn mà những đứa làm ký sự á, mà có đứa con gái á, mà cái môi bả sệ xuống á, mà cái miệng bả làm nè, những đứa thấy cái môi bả làm lia lịa như đứa nói bà cụ đang niệm Phật chứ bả niệm Phật đâu mà niệm. Hồi đó bả mới vô cái miệng bả làm, mình thấy vậy thôi, cái miệng quá giật giật đại, mình nói đại bà cụ đang niệm Phật. Thì nói đại vậy cho nó hay hơn chứ cái miệng nó làm ngộ lắm. Nó làm vậy đó, nó vậy đó. Mà bây giờ trời ơi, người bà nó không còn la lối sùm gì nữa chứ, ngộ ghê mà nó chuyển tướng nó luôn đó. Bây giờ người trẻ nghe đó không, bây giờ khỏi càng đi thẩm mỹ viện chứ càng niệm Phật là chuyển tướng à niệm Phật là chuyển tướng liền. Chỉ cần chăng thật niệm Phật, niệm thời gian nó chuyển tướng tự nhiên luôn. Mà nó chuyển không bị tác dụng phụ. Còn đi thẩm mỹ viện còn khi bị ung thư nữa, bị này bị kia nữa. Hoặc đôn đủ mũi chồng nó giọng một cái gớt cục luôn mũi ra, xịp liếp xuống luôn. Hiểu không? Trời, để nó mũi tự nhiên nó có giọng gì giọng cũng chảy máu cam một chút ăn thua gì. Quý vị biết cái sửa sang sắc đẹp nó nguy hiểm lắm. Nó không được hạnh phúc của gia đình nữa. Sửa sang sắc đẹp nó không còn hạnh phúc của gia đình nữa. Thì biết sao không? Vì tâm lý của người phụ nữ khi sửa sang sắc đẹp sẽ thất thường. Tại vì phá hoại hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh tự nhiên mà phá hoại thì nó sẽ không bình thường. Quý vị coi, bây giờ mà kiếp nạn nhiều là do cái gì? Phá hoại hoàn cảnh tự nhiên nhiều nó mới ra vậy đó. Nóng bức nhiều là gì? Phá rừng sạch nhất, nhân sinh không còn, hiểu không? Từ nơi đó mà nóng bức vậy thì cái thân quý vị, mà quý vị mà làm cái chuyện mà thay đổi về cái tông của cha mẹ sinh, cái tông nha. Cái tông cha mẹ sinh ra sao để vậy nghe chưa? Cái tông lên mũi xịp là để nghe chưa? Một mí để nghe không? À, nó để tự nhiên đi à. Còn răng đồ muốn dưỡng thì sao? Ngậm muối đồ chút đỉnh nó. Đừng có mà lúc còn nhỏ mà cầm tâm cứ xỉa răng hoài. Xỉa răng hoài răng sẽ bị xấu ăn. Vì coi á, cái gì nó đâm gì giết cái lỗ nó rộng ra thì nó nhém đồ ăn vô nó xấu ăn chứ sao? Còn nhỏ mà răng nó còn tươi còn chắc. Bây giờ đừng có xỉa răng, đừng có tập xỉa răng à. Còn khi đánh răng mình đánh theo chiều của nó, nhẹ để chi? Nó giữ được cái đú răng của mình tốt. Những đứa 41 tuổi có cái răng nào hư đâu. Đúng không? Đó.
ngậm muối đồ này kia, để tự nhiên đi, để tự nhiên vô cùng, thấy không? Cơ thể tự nhiên hết hoàn toàn luôn. Nên tất cả những người phụ nữ mà nghe Như Đức nói chuyện, quý vị nhớ, lỡ phá hoàn cảnh tự nhiên của thân thì phải làm sao? Luyện tâm. Luyện tâm để cái thứ đó ở trong người mình giả nó trở thành thật luôn. Mình nghĩ nó là bạn của mình luôn, là thật luôn, đừng có nghĩ nó giả nữa. Thì lâu ngày từ từ mình quên đi mất tiêu nó là giả thì nó trở thành thật. Hiểu không? Đó là luyện tâm lại nha. Còn đã chưa phá hoàn cảnh tự nhiên thì tuyệt đối đừng phá. Cứ giữ tự nhiên đi. Thì gia đình sẽ hạnh phúc, sẽ đặc biệt hạnh phúc lắm. Nó khi mà đụng tới cơ thể nó không tự nhiên nữa thì quý vị sẽ phiền phức vô cùng. Rất là nhiều cái phiền phức của tâm lý của mình bất thường lắm. Tâm lý nó sẽ rất bất thường cho quý vị. Đừng có gì một chút đẹp mà nó phá cái phước báo của mình, nghe chưa? Cái điều chia sẻ này nó quan trọng lắm quý vị à. Nó rất là quan trọng trong cuộc sống nhân sinh này. Mình phân tách kỹ để cho người ta nhận thức. Quý vị coi những đức niệm Phật từ từ mà còn coi được nè. Hô đỡ hô nè. Chưa. Làm gì đâu. Có làm gì đâu. Hồi xưa mà cười ra cái bằng não đưa ra vậy mà bữa nay cười cũng tương đối đúng không? Rồi mặt cũng có nọng rồi chút đỉnh nè. Nó đầu từ từ nó nổi cũng dài cục lên. Lúc trước cạo đầu đâu phải cái đầu này đâu. Vì mà bây giờ cạo đầu sau trên đầu nó có một cái chán, nó có cái cục dữ lòi đấy. Đầu u lên đường thấy không? Phía sau là ót đồ, cao cao lên đúng không? Nó thấy không? Thấy từ 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 chuyển tướng chưa? Thấy không? Nó chuyển tướng từ từ, cứ niệm Phật đi, chân thật niệm Phật đi. Cái môn lễ Phật này hay lắm, mập lễ Phật thì nó ốm, mà ốm lễ Phật thì nó mập. Cái môn lễ Phật là cái môn mình dưỡng sinh đặc sắc. Cái môn dưỡng sinh này không có một môn dưỡng sinh nào đạt bằng cái môn dưỡng sinh này chứ. Cái môn lễ Phật này dưỡng sinh này đặc biệt lắm. Năm nay là năm cơ hội tu nè. Vừa mới coi lịch hôm qua những ngày lễ, ngày sau sao. Năm nay là cơ hội tu đặc biệt quý vị. Ngày Phật Đản mùng 8 tháng 4 nằm ngay Chủ Nhật. Ngay Chủ Nhật luôn. Vậy thì thứ bảy chúng ta có thể tu được. Rồi Chủ Nhật chúng ta tu nguyên một ngày, phóng sanh cũng thiết thực cả ngày. Chiều chúng ta lễ Phật tiếng rưỡi, 9:30 hoàn tất chương trình Phật Đản. Ngay Chủ Nhật luôn. 19 tháng 6 ngay ngày gì? Thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật. Vậy thì làm sao? 3 ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúng ta đã đi qua một lần rồi thì kinh nghiệm rồi phải không? Không còn sợ nữa. Cái gì đã đi qua rồi là không sợ nữa. Nói không, ngày này mình lễ được 3 lần 1500 danh hiệu mình không còn sợ nữa. Mai mốt chừng lễ 4 lần luôn á. Cho quý vị biết nó đùa cho thiệt á. Tu là không có sợ. Có gục ngã trên đài để chăng nữa người ta vẫn thương mến. Tu mà, hiểu không? Tu vì chúng sanh mà mình đâu có sợ. Nó 19 tháng 6 là chúng ta lễ được 3 ngày nữa đó. Làm thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật. Nó thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật. Nói từ bây giờ đi, tính đi. Khắp nơi nơi tính đi. Nó còn Di Đà cũng ngay thứ 7, Chủ Nhật luôn. Thứ 7, Chủ Nhật luôn. Chỉ có đúng 19 tháng 6 thì nó 5 ngày nằm giữa của cái tuần. Thì chúng ta chỉ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 2 lần. Không lễ 3 lần được. Nó giữa tuần quá, hiểu không? Nó, nên từ nơi đó mà năm nay là cơ hội tu rất là nhiều. Nó, có cơ hội tu là phải tu. Có cơ hội tu phước là phải tu phước liền. Nhưng Đức nói với vị một câu rất là chân thành. Cái cơ hội tu phước cũng là một cái duyên tuyệt vời. Những Đức thấy có những người ta có thể bỏ một số tiền rất lớn xây một ngôi chùa. Nhưng mà người ta xây xong ngôi chùa thì ngôi chùa này không phát triển tu. Ngôi chùa lạnh lẽo như chùa Bà Tanh, Bà Đanh mà gì đó. Lạnh ngắt, không ai tu. Vậy thì bỏ ra một số tiền rất lớn này để xây một ngôi chùa như vậy thì ngôi chùa này có lợi ích gì đâu. Không có ai tu hành gì hết trơn, đâu có lợi ích. Còn mình ở đây xây dựng là gì? Là tu. Những Đức nói chùa mà xây dựng đi, người ta về ở cho mà thấy. Bây giờ mấy cái ngôi chùa mới, bây giờ là Những Đức đưa người qua rồi đó. Những Đức lập nhân sự từ đây tới tháng 9 là xong cái nhân sự của chùa mới. Chùa mới xong liền á. Tháng 9 mà xong một phát là Những Đức vô chương trình luôn. Tại vì sao? Vì từ bây giờ cho tới tháng 9 là Những Đức sẽ sắp xếp ra một cái nhân sự của ngôi chùa mới luôn. Thành ra nhân sự ngôi chùa mới luôn. Lập trình cái sắp một cái đạo tràng mà ngôi chùa mới là lớn lắm á. Ngôi chùa mới mà ở là
giá chót cũng là 600-700 người, cho gì biết giá chót luôn, 600-700 vẫn còn dư chỗ luôn, lớn cỡ đó đó. Nên từ nơi đó mà từ đây tới tháng 9 là có thể mấy dãy nhà đã xây xong, bắt đầu tiếp tục nuôi người già. Ôi mấy bà già mà có con cái đâu mà đưa vô mà chăm, mình phải đưa lên tư tưởng này để con người ta chăm cha mẹ người ta, mình lo hết luôn, chăm cha mẹ đi, tôi lo hết luôn cho, tôi lo từ A tới Z lo hết luôn cho, chỉ cần chăm cha mẹ họ thôi. Cái cách độ này nó ma nó mạnh là vì sao? Vì con người ta nuôi cha mẹ người ta thì con cái tu luôn, anh em đến thăm cha mẹ tu luôn, cả gia đình dòng họ sẽ biết Phật pháp và biết tu luôn. À, hay hay, cách này hay. Ở chùa mình đưa ra một tư tưởng là lo cho một con người chết không nói một cắt bạc, nhưng quý vị đừng bao giờ đem cái này so sánh với người khác, mỗi người có một cách làm khác nha. Đừng có đem nó nói ông như Đức vậy tại sao chùa khác như vậy, không, đừng có nói như vậy, mỗi người có nhân duyên khác nha. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là sau này mà những người già yếu có cái nơi nương tựa, như mấy bà cụ già mới đây đó, bệnh đau yếu yếu mà con đưa vô nuôi cấp kỳ đi, đi mau cấp kỳ mà thấy ngon lành, mà thấy cái sự mà lợi ích mà khi cuối cuộc đời mà mình khuyên mà nghe một cái là lợi ích liền, nuôi được cái huệ mạng cho một đời con người. Quý vị ơi, trời ơi, cái huệ mạng của một đời con người nó quan trọng dữ lắm. Bây giờ con người giàu sang phú quý vô cùng, nhưng cuối cuộc đời mình nằm chết, mình nằm im như vậy, không có con cái quan tâm lo lắng gì vì cái chuyện gì mặt tâm linh đi được giải thoát gì, thì như vậy thì uổng quá quý vị, tội nghiệp người ta quá. Một đời con người đi qua, Phật nói có thân người là khó, gặp Phật pháp càng khó. Mà bây giờ có thân người mà không gặp được Phật pháp, dù là giàu sang phú quý cả đời, tạo ra của cải, nhưng mà cuối cùng một đống nghiệp cầm đi gặp vua Diêm Vương thì tội nghiệp quá. Nên tất cả những người làm con nên báo hiếu cho cha mẹ khi tuổi già, là đưa cha mẹ vô chùa của mình nè, chăm lo phụng dưỡng cho cha mẹ, để cha mẹ khi mất đi được ban tổ chức hộ niệm lo cho. Chùa mình đầy đủ phương tiện hết trơn rồi, mai mốt bên kia mà chết nhiều nữa, những Đức làm thêm một chiếc xe Phật nữa, lập thêm một cái xe bên kia và một cái tổ chức bên kia luôn đó. Bây giờ chùa mình đầy đủ phương tiện hết rồi, quan tài có một kho, chết lúc nào xào lúc nấy, không còn bị lệ thuộc ai nữa chân á. Mình chơi cái thế gì, cái thế chủ động, chứ đừng có bị cái thế động. Bị động là thua, mình phải chủ động mới được. Mình nuôi nhiều người già mà, bây giờ có một cái kho quan tài đẹp ken luôn, quan tài mua đen luôn, nằm ấm áp luôn, ai muốn nằm thử cho vô trong nằm. Nằm thử đi, chạy có nhanh cỡ nào cũng chạy không ra khỏi quan tài đâu, hiểu không? Chạy nhanh cỡ nào cũng đâu có chạy ra khỏi quan tài, dù là đất cò bay thẳng cánh, nhà biệt thự nhiều khắp nơi, vàng bạc của cải gỡ tùm lum, tiền bạc gỡ ngân hàng nhiều, bạn có nhiều cỡ nào thì bạn cũng chạy không ra khỏi quan tài đâu, mà bạn sợ quan tài cái gì? Những Đức đi vô cái quan tài đã nằm mấy lần rồi, cứ lâu lâu là buồn buồn là vô quan tài nằm chơi à, mà nằm quan tài xong là vui liền à, lạ vô cùng. Như vậy đúng là một phương pháp tu, cứ mỗi lần mà bực bội cái gì mà khó chịu cái gì, cái là mở nắp quan tài chui vô nằm chơi vậy đó. Mà kêu mấy cô đóng để cái cây để cho nó hở hở có gió thổi, không có thở, chưa có chết mà trời trời đóng kín luôn, chết queo sao trời, đúng không? Nên từ đó chui vô nằm một chút, bước ra vui vô cùng. Vì sao? Nhắc mình như thế nào, mày buồn cái gì, mày nặng cái gì trong cuộc đời này, nhỏ nít hết hồn, đừng ngủ gục hết hồn. Trời ơi, ông Kiệt ông đang coi bọn mắt ông sụp mi la cái đi coi, chui quan tài nằm xong bước ra vui, nó cho mình cái vô thường, một cái tư tưởng vô thường rằng là bây giờ mày buồn cái gì, mày nặng cái gì, mày chạy ra khỏi quan tài hay không. Tôi nói kiểu này mà không tỉnh nữa thôi á. Đúng không? Đúng, nghe trực tiếp cái này nó khuê đúng không quý vị? Nó trộn nghe tiếng mấy rồi đã nghe. Nghe nhiều đi chút lễ Phật nửa tiếng. Đúng không? Ôi một tuần lễ mới gặp nhau, bao nhiêu tâm sự. Đúng không?
nó vui cho nó cười, cười li liệt luôn, cười mà cười mà đến nỗi mà cười dính luôn á. Cái niềm vui của nội tâm nó làm cho mình cười dính, còn cái niềm vui mà không có trong nội tâm là cười rượng. Nó ghê không? Cái người cười rượng là sao? Gặp mình xã giao là sao? Hè. Cười rượng đúng không? Cười dính là sao? Đó. Nó cười dính là ban đầu nó cười tiếng lớn, rồi nó cười từ từ, rồi cái hậu cuối cùng nó vẫn là nó có nhiều bà cười vậy mà. Đó là gì? Là tâm nó an lạc quá. Nó quá an lạc rồi, nó quên hết tất cả chuyện nhà rồi, nó quên hết chuyện chồng con rồi, đúng không? Đang ngồi để quên hết đúng không? Quên hết chân rồi. Nó không nghĩ cái chuyện gia đình sao sao nữa chứ. Nó chỉ nghĩ bây giờ đang nghe Pháp và đang niệm Phật, đang giải thoát. Nó nghĩ như vậy thôi. Tức khắc cái tâm trạng của người mình nó tự tại, cực kỳ tự tại. Tại sao mà ngồi đây nó đau chân mà nó quên? Vui, vui thì nó quên đau chân. Còn nó mà buồn, buồn thì sao? Thì bị biết ngồi nghe Pháp mà nó mà nặng nề, nghe không vô rồi bắt đầu là nó chở mình nghe. Tại vì nó đau chân. Còn ngồi mà nghe mà nó vô rồi là ngồi sao? Có nhiều bà ngồi nhiều bà lắm. Mình ngồi trên mình nhìn chúng mình thấy rõ ràng có nhiều bà cái nào đó. Tại vì sao? Vì nó nghe vô được, hiểu không? Nên những đức nói chùa mà nó đầy đủ phương tiện hết trơn rồi. Xe đưa người đi cũng có, xe chở quan tài cũng có, mà xe Phật chứ không phải xe rồng. Trời ơi, chứ xe chùa mình đúng là xe tự động. Là sao? Lúc cần chở quan tài thì gắn Phật vào, lúc mà khi mà chở đi thiêu xong chở về là cái xe bình thường, gỡ ra hết. Đúng là lưu động. Ngộ ghê. Mà chiếc xe mình bây giờ, chiếc xe của chùa mình chỉ cần chạy ra đường, quý vị mới nhìn thôi, quý vị mới biết xe này là xe thầy Nhân Đức. Tại vì sao? Không có chiếc xe nào giống cái xe đó chứ. Không có chiếc xe nào giống chiếc xe này luôn. Mấy chú nó chạy ra ngoài đường công an nó gặp, nó tự nhiên thổi veo 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 veo, nó vừa gặp chiếc xe mình chạy ngang nó làm nè. Trong bụng nó nói: trời chồng, xe đám cưới, xe gì vậy chồng? Mà sao đám cưới mà có cái ông gì đứng ngồi? Phật A Di Đà đứng phía trước đầu xe, cao mét mấy lên, xung quanh thì thánh chúng bao xung quanh. Còn mình bắt thêm cái điệu niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó niệm âm xong ngoài đường, chạy ngang công an nó gặp làm nè. Hả? Nó vụ vụ mắt làm: xe gì vậy chồng? Xe gì mà từ xưa chưa từng thấy. Ôi ôi, đi một đường thôi, ai mà mắc trong chùa mình thì người này đại phước. Nói mà chiếc xe đưa bị lên đài quả táng thôi thì bị đã có phước lớn bao nhiêu chưa? Bao nhiêu con người được nghe câu Phật hiệu và bao nhiêu con người được gặp Phật A Di Đà chưa? Để gieo cái duyên đắc độ về sao chưa? Quý vị thấy một chiếc xe thôi mà nghĩ ra một chiếc xe mà tu phước tu duyên, làm dễ rẻ đẹp. Ôi đặc biệt thiệt. Cái thờ thế đúng mùa luôn. Rẻ đẹp ai cũng mê. Thờ thế làm ăn khó khăn, cái gì mà rẻ đẹp là ngon. Như chùa mình, quý vị đi đến đây quý vị thấy không, chỉ cần đi đến đây thôi là nhẹ nhàng, vui vẻ, no nê, cười đó. Thấy chưa, ai mà không đồng ý, ai mà không thích, phải đi đến đây mà cái này cái kia rồi này cái nọ rồi móc tiền ra thì cả tuần lễ làm ăn cái gì cũng khó khăn, mà đến cứ là xây cái này xây cái nọ mà chết đi, mỗi người bỏ một chút vô, trời thôi gì chùa Hộ Pháp hơi khỏi đi, làm ăn khó khăn lắm, lúc nào có tiền nó đến. Quý vị thấy không? Còn bây giờ đi đến đây làm sao? Chỉ cần đi đến đây được thôi thì tức khắc quý vị sẽ là tự tại vui vẻ, không tốn một cắc bạc. Chỉ cần nghe như vậy vui thôi, ra phóng sanh niệm Phật, tự tu phước tu duyên luôn. Tuyệt vời.
Đây là cái điều nói rất chân thật. Quý vị đi về đây là cảm thấy bình an. Đây là gì? Là gia đình chung, đại gia đình của chúng ta. Con bé nhỏ xíu xíu, anh đang ngồi kìa, mấy chú quay ảnh. Anh nói nè, bữa đó anh chạy theo những đức hôm qua, những đức tu xong anh tu ra, anh chạy theo những đức nói nè: thầy thầy, con ngoan, con được lên phim đúng không thầy? Quay ảnh cho anh vô phim chút xíu đi. Anh nói anh ngoan cho anh lên phim đúng không thầy? Nó ừ, ngoan cho lên phim. Nên á, năm nay nghe, mùa hè năm nay ai đủ duyên cho con cháu vô đây dự khóa tu mùa hè trong chùa cho nó có phước. Gái ở bên đây, con trai ở bên kia, lập thành cái tổ chức cho nó được ở trong chùa, quý vị. Phước duyên, hiểu không? Cái nhà ăn này xong rồi là cái lớp đệ tử quy xuất hiện nè. Nhà ăn này xong rồi lớp đệ tử quy xuất hiện. Cái lớp đệ tử quy này nhất định phải tổ chức lại. Kỳ này tổ chức cái lớp đệ tử quy là tuyệt vời cho tất cả những người làm cha làm mẹ không biết tu, tu được luôn. Không nói chuyện nhiều nữa, nói chuyện 15 phút mà, 20 phút mà. Xong lễ Phật nửa tiếng đồng hồ phóng sanh. Vậy thì cha mẹ các cháu ai mà không đi đến đây được. Nó độ cả con cháu, độ hết. Nó vậy thì tuyệt vời vô cùng. Bây giờ nói hoài không bằng lễ Phật. Cho các cháu nó lễ Phật, hiểu không? Nè quý vị đi về chùa mình, chùa mình nó có cái đặc điểm đặc biệt, hình như thấy từ người xuất gia cho tới cư sĩ phần nhiều nói chuyện lúa lúa không hay vậy. Như thầy Nhẫn Ngôn nãy bên kia nhị đức nghe không, mời chư tăng ni và đại chúng chắp tay ngang ngực. Nghe cái là thấy nó tiếu tiếu đúng không quý vị, đúng không? Nhưng mà nó làm cho người ta vui. Đó là cái đặc điểm đặc biệt mà người ta đến chùa mình đông đó quý vị. Nếu ai chú ý sẽ thấy rõ ràng luôn. Cách nay 8 năm về trước, những đức đi đến đây, những đức đã nghĩ cái này, đã nghĩ được cái việc mà lúa lúa nó sẽ thành công. Tại vì biết sao, những đức gạo sơ qua tất cả chương trình của các quý thầy, nào là tác bạch, nào là hình thức, nào là những lời trong Phật giáo rất là hay. Những đức thấy những lời này hình như nó thành ra một cái quen luôn, hình như ai cũng dùng văn tự quen, thấy không? Nên là những đức có một cái nghĩ, mình không làm được những chỗ đó. Cũng làm được nhưng mà chịu khó chịu cực một chút để soạn bài. Từ nơi đó những đức đã nghĩ ra là chùa mình nhất định phải hoàn toàn đơn giản. Và những đức đã bàn với các anh em rằng chùa chúng ta sẽ tổ chức tất cả những chương trình từ lễ cho đến chủ nhật cộng tu hoàn toàn phải rất đơn giản nhất luôn, không có rề rà gì hết. Nhưng cái thật chắc là tất cả các huynh đệ và đại chúng trong chùa phải hết lòng hết dạ lo lắng cho người ta khi người ta về chùa người ta tu. Cái này là cái đặc sắc nè. Còn nói chuyện văn tự thì mấy anh em cứ phát huy cái văn tự của chính mình, đừng lấy văn tự giao chú, mà lấy cái văn tự của chính bản thân mình đơn giản nhất, bình dị nhất để nói chuyện trước công chúng. Thì vị thấy rằng là tất cả quý thầy trong chùa mình phần nhiều nếu là nói chuyện thì quý thầy nói chuyện rất đơn giản, mộc mạc. Mà người sống với những đức là phải như vậy. Còn nếu mà trao chuốt hoa mỹ này kia đều thì nó không phù hợp với cái việc mà sống chung với những đức nhiều. Được gì thì cũng hay nhưng mà nó khác khác một chút. Những đức giảng thích là nó đơn giản bình dị, nói chuyện thật thà, lời nói dễ hiểu, không cần phải động não nhiều, mất thời gian. Nên chùa mình những đức nghĩ từ 8 năm về trước đi đến đây đã có cái nghĩ đó. Nên quý vị thấy tất cả chương trình chùa mình từ ngày chủ nhật cộng tu tới ngày lễ thì thấy rất là đơn giản. Tuy là hàng Phật tử về đông gì, quý vị coi trước mặt những đức là một cái bó hoa mà để trước mặt mình để chia sẻ Phật pháp qua đường chút á, là ngày nào nó cũng là cái bó hoa này y rang luôn. Quý vị coi ngày nào cũng là câu ai Phật niệm đến cùng, một quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Nhưng người ta là
một cái chương trình chưa chắc đông như vậy đâu, mà người ta đã trang trí một cái nơi người ta ngồi chia sẻ Phật pháp, hoặc là trên bàn thờ là hoa tươi, là cắm rất là nhiều, tốn rất là nhiều tiền. Nhưng riêng chùa mình, những đứa cắm một cái bình hoa giả mãi mãi luôn, không tàn, không héo. Thế gian giả giả thật thật, thật thật giả giả, có giả gì đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta đến nhau thật vẫn là đẹp hơn là thật mà nó thành giả. Ví dụ như có những nơi bây giờ nó rất là hình thức đẹp, nhưng mà nó không có cái thật chất là mình tu hành, mình hướng dẫn chân thật nhiệt tình. Vậy thì dù nó có thật trước mặt là một cái bình hoa thì 2-3 ngày cũng thúi, cũng vứt bỏ. Còn này nó giả hoàn toàn, nhưng mà chúng ta đến với nhau bằng một cái tình người từ tâm, đến với nhau chân thật, không có gì tiền bạc vật chất. Thì dù là cái bình hoa giả hay là cái gì trước mặt mình giả, nhưng mà cái tâm mình đến nhau thật, nó vẫn là thật. Học pháp nó chú trọng từ tâm, quý vị. Nên như Đức nghĩ ra chỗ này, nên như Đức cũng hướng dẫn quý vị là gia đình mà có người mắc này kia được, hay là mình đi đến nhà người ta mà nhà người ta có người mắc được, thà bây giờ mình đi chút đỉnh tiền cho người ta đi. Hoặc là quý vị mua giỏ trái cây còn ăn được, họ ăn dư họ đem đi cho người ta ăn cũng được. Hoặc bịch bánh, đừng mua hoa, hoa vứt bỏ, mua cái dùng được có phước, dư đem đưa cho người khác ăn, còn họ vứt bỏ họ có tội nha, nhớ nha. Chứ đừng có mua hoa nó hư, rồi chúng ta phải hốt đem vô thùng rác đồ làm ô nhiễm môi trường, hiểu không? Chúng ta phải làm sao cho nó có thật chắc một chút. Nên cái hướng dẫn của những đức hướng dẫn quý vị là nó phải tích lũy phước báo. Vì những đức tin á, khi con người mình tích lũy phước báo á, thì cuộc đời của người mình nó đưa đẩy mình đi đâu mình cũng sẽ sống được đặc biệt tốt đẹp. Còn nếu như con người mình không có phước á, thì nó để mình vào chỗ nào ngon lành tốt đẹp nó cũng thành hư hết trơn à, nó không có gì đặc biệt đâu. Nên cái đặc biệt là phải tích lũy được phước báo nhân duyên. Mà người tu pháp môn Tịnh Độ là cái người phước báo nhân duyên họ rất là dày. Nên con người họ thường tươi vui và sống tuyệt vời lắm. Con người tu Tịnh Độ á, họ không có bị nặng nề, đặt vấn đề nặng nề bất cứ một sự việc gì trong cái cuộc đời này quá. Tại vì mục tiêu của mình là đi về thế giới cực lạc, mình đâu có đặt những vấn đề gì nặng nề trong cuộc đời này quá quý vị. Nếu như mình đặt những cái vấn đề trong cuộc đời này nặng nề quá vậy thì cái tâm mà tín nguyện niệm Phật giảng sanh của chúng ta để đâu? Nên quý vị thấy những đức lúc nào cũng là như vậy á chứ ha. Dịch gà gì những đức cũng vậy à. Quý vị thấy rõ ràng không? Gặp lại vẫn là như vậy. Đó. Vì sao? Vì mình mục tiêu là mình đi về thế giới cực lạc. Mục tiêu là đời này mình giảng sanh. Nó mục tiêu của mình là nhất định đi về thân cận Phật A Di Đà để làm Phật thôi. Mục tiêu là như vậy. Còn ở thế gian thì chúng ta là đang sống thì chúng ta phải làm một số việc gì đó trong cuộc đời mình có ý nghĩa. Nên những đức thấy rằng cái nơi đây và những cái ngôi chùa mình để phát triển về Tịnh Độ thì những đức nói với vị nghe đây là những điểm đặc biệt về Tịnh Độ mà chiên nhất. Quý vị về đây vị có cảm giác rằng là ngày Chủ Nhật dù quý vị ăn một miếng cơm rất là bình thường trong một cái hộp cơm thôi mà quý vị ăn rất là ngon. Chính quý vị ăn như Đức đứng ở trên lầu và Đức nhìn cái miệng quý vị ăn. có nhiều cô ăn mà nè. Liếm sạch hết trơn. Không còn miếng dầu trên môi luôn. Có nghĩa là cái cảm giác người ta nó ngon. Mà rất là nhiều người nói trời ơi sao ngộ quá thầy ơi, con về chùa thầy là ăn cơm rất là ngon. Vậy là ở một tuần là lên 1-2 kg. Lạ như vậy. Ở nhà con làm đồ ăn còn ngon hơn chùa thầy, mà ăn vẫn là không ngon. Những đức nói cô biết á, cái ăn ngon ngủ yên nó không phải là cái việc mà nhà cao cửa rộng hay là đồ ăn uống ngon, mà cái ăn ngon ngủ yên là từ cái tâm nó sanh tướng. Cô về đây là cô không có nặng nề về vật chất tiền bạc, và con người nó tự nhiên nó hạ xuống cái việc mà vật chất thấp luôn. Mà vật chất khi mà thấp rồi thì tự nhiên con người cô nó rất là nhẹ nhàng. Bởi vì quý vị để ý đi, quý vị mà gần gũi một con người nào mà vật chất mà nặng nề, và con người nào mà tính toán so đo với mình nặng nề, mình gần những người đó là mình cảm thấy mình khó chịu liền à. Thì mình ăn không ngon, ngủ không yên, mình ăn uống ngồi đâu mình đều bị giống như bị khuôn mình nặng nề, không có được tự tại thoải mái, đúng không? Còn quý vị gần một con người mà nó đơn giản bình dị, bây giờ điển hình như những đức quý vị gần gũi những đức quý vị sẽ thoải mái. Vì sao? Những đức rất là thoải mái.
Những đứa không có bị câu thúc từ văn tự, không có chịu cái chuyện mà thí dụ như một số người khi những đứa gặp họ đi, họ một số huynh đệ những đứa không nói đâu xa lạ, một số anh em mà mấy ổng đi chỗ này đi chỗ kia lâu lâu gặp lại những đứa. Khi ngồi ăn cơm chung là mấy ông là có một đôi đũa, một cái muỗng để lịch sự đi đúng không? Thì mấy ông ăn, mấy ông gắp đũa rồi mấy ông bỏ vô chén rồi muỗng múc riêng múc riêng. Những đứa là những đứa cháp thoải mái luôn, những đứa cháp tơ bờ qua lá. Một chút là mấy ông phải tranh thủ thôi, tại vì ông Đức ông vớt sạch nhách, mình mà chậm kiểu này là ông vớt không còn miếng. Cuối cùng ông lao theo luôn, ông nói không, ăn xí sư huynh là không thể nào mà đũa gắp vừa muỗng múc được, ăn ở sư huynh là phải đũa là vớt nhanh lẹ, tại vì sư huynh ăn nhanh quá, sư huynh có đau đũa không không mất thời gian nên sư huynh vớt tứ tung, rồi múc thì sư huynh múc tá lả. Cuối cùng thì thôi để phải làm theo chứ nếu không chút chắc để đói quá. Để biết rằng á, thật sự mà nói nếu những đức đi đến một cái nơi nào thì nhất định những đức sẽ giống hệt người ta thôi. Nhưng mà cái nơi của những đức ở thì những đức nhất định những đức sẽ duy trì chính mình. Ai đi đến đây phải giống tôi. Tôi đi đến nơi khác tôi giống người ta. Còn người ta đi đến đây người ta giống tôi. Nên tại sao quý vị đi về đây ăn ngon ngủ yên? Vì quý vị đã hạ được cái việc gì? Cái việc gì vật chất thấp hoàn toàn luôn. Từ đồ đạc, từ hình thức của mình ở đây là quý vị sẽ không có đặt vấn đề đó rồi đó. Quý vị sẽ không đặt vấn đề cái việc đó. Nên hàng Phật tử đi về chùa, quý vị thấy quý vị càng ngày càng đơn giản. Mà quý vị càng ngày càng đơn giản thì quý vị càng ngày càng vui. Càng ngày càng đơn giản thì càng ngày càng vui. Tại sao Đức Phật tự tại đến cái mức mà quá tự tại? Là vì sao? Vì Đức Phật quá đơn giản. Đơn giản chỉ còn ba y một bát có ngủ gốc cây, mà không ngủ một gốc cây nữa. Quy tắc á, là Đức Phật đưa lên là ngủ gốc cây chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau phải đổi gốc cây. Trời ơi, không được ngủ một gốc cây. Vì sao? Sợ chấp gốc cây. Nên người ta tự tại vô cùng, vì người ta không còn cái gì nặng nề, mới gọi là tứ đại giai không. Còn mình á gì? Còn mình là tứ đại tùm lum. Đúng không? Thờ Đức Phật là người ta tu hành gọi là tứ đại giai không, còn mình là tứ đại tùm lum. Mình tứ đại tùm lum nên mình phiền não tùm lum. Còn người ta tứ đại giai không là người ta không chấp nhất nặng nề dính mắc. Nó ví dụ như bây giờ thỉnh người ta về cúng dường chay tăng, Đức Phật thiết cho bài pháp, dùng xong Đức Phật đi về lại tịnh xá ở cái nơi rừng rú đồ niệm Phật tu hành vậy thôi. Chứ không có cái chuyện nặng nề về vật chất, hoặc là chúng ta phải dùng phương tiện gì đó để mà nói chuyện với những người trưởng giả cư sĩ giàu sang, để mà thăng cặn, để tiền bạc vật chất. Nên cuộc đời của Đức Phật và đệ tử Đức Phật sống rất là tự tại an vui. Còn cuộc đời chúng ta tu hành mà không có niềm vui tự tại là vì sao? Vì mình tứ đại tùm lum. Còn Đức Phật là tứ đại giai không. Nên bây giờ chúng ta không nổi rồi. Bây giờ chúng ta tứ đại giai không nổi. Vì sao? Vì bây giờ thầy chùa chạy xe ra đường đổ xăng cũng phải trả tiền. Sao mà không? Đúng không? Rồi chúng ta ngày ăn ba bữa sao không? Còn thờ Đức Phật còn tại thế, những vị chứng quả đi khắc thực là để kết duyên chúng sanh, để giảng những bài pháp cho chúng sanh nghe. Từ nơi đó mà đi khắc thực chứ các ngài khỏi cần ăn cũng không đói nữa. Nên các ngài đi khắc thực là để đem Phật pháp hoàn truyền. Nên khắc thực rồi á, bắt đầu là có miếng đồ ăn. Mà quy tắc mấy nhà nha, khắc thực mấy nhà, nếu mà không có ăn là không được tiếp tục đi nữa. Hoặc là khắc thực là không được qua thờ gian ăn là của 12 giờ trước. Có nghĩa là qua giờ đó mà không khắc thực được cái gì là ôm bình bát không đi kiếm nơi gốc cây ngồi để mà thiền định. Đó, quy tắc luôn mà ngày ăn có một bữa à. Mà ai cho gì ăn cái nấy. Mà họ ăn không chấp nhất đồ ăn ngon, đồ ăn dở luôn. Họ đạt cái trình độ gọi là gì, những bậc chứng quả không à. Nên mới tứ đại giai không. Còn mình bây giờ mà cho mình ăn cái gì lạc quá mình nói lạc quá, đúng không? Còn người ta cho mình ăn cái gì mặn quá mình nói mặn quá. Người ta cho mình ăn cái gì ngọt quá mình nói ngọt quá. Còn người ta cho mình ăn cái gì ngon quá mình nói ngon quá. Hiểu thấy chưa? Nó bây giờ mình là tứ đại tùm lum. Nó bây giờ mình là không nổi. Nên vậy thì mình cần thiết phải tu một cái môn mà mình phải nương vào cái tha lực của Phật để được giải thoát. Chứ mình không có khả năng tu tự lực. Đệ tử Đức Phật ngày xưa tu cái pháp tự lực, mỗi người có một cách tu. Đức Phật không khuôn khép gì cái cách tu. Đức Phật chỉ là người giảng dạy, chỉ dạy họ tự giác ngộ buông xuống và họ tu hành, họ chứng quả. Những cái căn tính đó đó là tất cả quy về thời Đức Phật còn tại thế là toàn là những căn tính cao không à, hiểu không? Người ta tu tự chứng quả hết trơn á. Còn mình bây giờ tu là phải có một cái hội chúng để tu.
Nên sau này Phật Pháp đi qua bên Trung Hoa thì đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng á, Ngài Bá Trượng Mã Tổ đồ là bắt đầu lập ra Tùng Lâm đồ giới luật này kia, là biết rằng là tới thời đó đó là Phật Pháp con người ta phải quy về và có một đại chúng tu. Nên các ngài nói rằng là muốn đạt được công phu thật sự thì phải ở trong chốn Tùng Lâm, là ở trong cái đạo tràng đông người để được rèn luyện tu phước tu duyên đó. Rồi xong phải có một cái môn tu. Mà Ngài Bá Trượng Ngài có một câu Ngài nói á, tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Ngài là người tu thiền mà Ngài có một câu nói là tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Vì sao tu pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất? Vì dưới căn tính của mình niệm Phật để nương vào bổn nguyện của Phật để cầu sanh cực lạc là vững vàng nhất, đúng không? Rất là rõ ràng. Nên quý vị từng nào về đây những đứa cũng xây vòng vòng cái câu ai là Phật à, mà nói hoài nói không hết. Tại vì sao pháp môn tịnh độ không thể nghĩ bàn, không thể nghĩ bàn, nghĩ không nổi bàn không hết. Nên chúng ta cứ chân thật nói dưới khả năng của mình để gây dựng tính nguyện niệm Phật đó. Nên từ nơi đó mà quý vị về đây ăn ngon ngủ yên vậy thôi. Bây giờ tu xong nè, quý vị coi ra ngoài nè, chúng ta ngồi trên bàn đồ, chúng ta ngồi ăn, vợ chồng con cháu rồi anh chị em gì đó, rồi ngồi trên bàn ăn cơm hộp đồ, đồ ăn thức uống đồ, cái gì cũng dọn ra ăn, quý vị thấy ăn nó vui vô cùng không? Nên cái ngày Chủ Nhật là cái ngày cộng tu, tu phước tu duyên đặc biệt thù thắng. Vì thấy cảm giác rõ ràng. Nên những người mang nghiệp phá thai hay tạo tội nghiệp gì nặng nề, quý vị phải nhớ rằng là ngày Chủ Nhật của chùa mình có thể hóa giải nghiệp chướng. Mà cái hóa giải nghiệp chướng là từ đâu? Cái hóa giải nghiệp chướng là do mình an lạc, mình vui, mình quên đi cái tâm buồn giận, mình quên đi cái nghiệp phá thai, mình quên đi những cái tội lỗi đã qua, rồi mình nhớ A Di Đà Phật. Vì thì nhớ Phật gọi là chuyển nghiệp, đúng không? Đó. Nên vui vẻ tự tại là chuyển nghiệp. Còn quý vị nói bây giờ tôi phải dùng cách gì để chuyển nghiệp, chuyển nghiệp, chuyển nghiệp? Bởi vì nặng nề sao chuyển nghiệp? Con người nó phải vui vẻ tự tại trong mọi hoàn cảnh, giàu nghèo được mắt, mà mình vẫn duy trì được cái tâm tu của mình thì đây là chuyển nghiệp ấy. Nó ăn ngon ngủ yên là chuyển nghiệp, mà còn gì? Còn ăn không ngon ngủ không yên á, dù có cố gắng tu chăng nữa nên nghiệp này vẫn là nặng. Chừng nào quý vị ăn ngon ngủ yên trong mọi hoàn cảnh, sống tự tại vui vẻ là chuyển nghiệp. Nên ngày Chủ Nhật đi về đây vui là chuyển nghiệp rồi đó. Về đây là chuyển nghiệp vì vui. Không có cái nghiệp của tiền bạc buổi sáng bận tâm vì tiền bạc con cái này kia, mà về đây cái là tự nhiên chúng ta có gì ăn cái nấy, chúng ta sống vui vẻ tự tại có nụ cười là chuyển nghiệp. Về đây cái là chuyển nghiệp liền, mà về nhà là tăng nghiệp. Nó à, ngộ ghê. Đến đây là chuyển nghiệp mà về nhà là có nghiệp liền. Có khi có nhiều cô nói con đến đây con tu con vui vô cùng. Vừa về nhà cái là thấy nhà con chồng con nó bày nguyên một cái sòng nhậu, nó rề rà, nó vừa gặp con nó kêu em đi chưa về. Con nghe cái là tự nhiên trong người con nó có máu nổi lên liền. Thầy nhìn thấy rõ ràng chưa, đến chùa là tiêu nghiệp và về nhà là tăng nghiệp liền nha, có cái nhân của cái nghiệp trước mặt liền. Thấy rõ ràng không? Vậy thì bây giờ chúng ta đi đến đây, chúng ta áp dụng cái niềm vui là do gì? Chúng ta không có cái nhân mà chúng ta sanh ra cái nghiệp nhiều, hiểu không? Vậy thì chúng ta làm sao ở nhà mình có thể chuyển được nghiệp? Vậy thì phải làm sao? Chúng ta phải có một phương pháp tu. Mà phương pháp tu đặc biệt hữu hiệu nhất trong cái thời cuộc hiện tại này á, là phương pháp gì? Đó là đi đứng nằm ngồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cứ thường niệm Phật như vậy thì nhớ Phật chuyển nghiệp, thấy không? Khi cái tâm mình mà mình nhớ Phật, mình niệm Phật như vậy thì cái sự bực bội khó chịu của mình khi trước mặt mình cái này kia là nhờ câu Phật hiệu nó cứ quay trong tâm mình, nó giải bớt đi, nó giải bớt đi. Tại vì trong câu Phật hiệu nó có diệu pháp âm. Khi bị niệm lên câu Phật hiệu thì cái tâm tham sân si vì nó giải thì nó nhẹ bớt. Mà nó nhẹ như vậy thì lâu ngày mình gây dựng được câu Phật hiệu này thành một cái tính nguyện tính tâm cực kỳ mạnh. Mà tính tâm tính nguyện cực kỳ mạnh đối với câu Phật hiệu, vậy thì tính nguyện tính tâm với tham sân si nó nhẹ bớt. Mà nhẹ bớt tham sân si thì cái công đức niệm Phật và bổn nguyện niệm Phật nó tăng. Mà bổn nguyện niệm Phật mà tăng lên rồi thì tức khắc quý vị sẽ sống an vui hạnh phúc, đúng không? Rõ ràng hết chưa? Đó. Giống như những đức chuẩn bị qua đây chia sẻ Phật Pháp thì phải làm sao bên kia? Những đức bây giờ mới khai chuyển được cái điều địa chung niệm Phật bốn chữ. Hay, công nhận thiệt. Những đức thí nghiệm thử. Tại giờ những đức chạy xe có khi chở mấy cô đồ Chủ Nhật đi qua bên kia, nó gặp nhóm bên kia, những đức không có muốn chùa của mình mà mỗi một ngôi chùa nó trở thành một cái riêng biệt và nó
cái tổ chức của nó tự nhiên nó xa cách nhau, những đứa không muốn điều đó xảy ra. Nên mỗi tuần chủ nhật hoặc là một tuần có nấu ăn gì là những đứa cho bên kia qua đây, bên đây qua bên kia, nó qua lại nhau để nó trở thành là tình thương mến thương, nó thân mật ba bốn ngôi chùa nhưng mà nó là một, nó không có được phân tách ra là bên kia nó khác với nhau. Vì sau này như vậy cái tổ chức mình sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Nên quý vị biết rằng là chủ nhật đồ những đứa chở qua bên kia, hoặc là những đứa chở mấy cô mấy chú đi đến siêu thị đồ họ mua cái gì thì những đứa ngồi ở bên ngoài xe, những đứa đợi. Khi mà họ đi vô trong siêu thị, những đứa ngồi ngoài xe, những đứa nó vô đó chơi thoải mái, lựa đồ thoải mái đi, một tiếng hai tiếng đồng hồ cũng không sao đâu. Vì sao? Bây giờ những đứa có phương pháp để mà ngồi trên xe chờ người mà tu được. Đặc biệt vô cùng cái điều địa chung bốn chữ, quý vị nhớ nha, trong chiếc xe thu cái điều địa chung bốn chữ nha. Cái điều hộ niệm vẫn không đạt bằng cái điều địa chung bốn chữ, vì cái điều địa chung bốn chữ nó quá thu hút mà. Quý vị biết rằng ngồi trên đó mà niệm chừng ba quận thôi là chúng ta vớt được tiếng đồng hồ niệm Phật. Nó niệm nó thu hút mình vô cùng. Thí dụ như ngồi cho nó từ cái điều địa chung chậm mà đi đến nhanh, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nó làm cho mình 20 phút là qua cái vèo, quay lại 20 phút cái vèo, 20 phút cái vèo mau cấp kỳ. Quý vị thử đi cái điều địa chung đó mà lúc quý vị nấu cơm nấu đồ đi, nấu cơm nó thì xào đồ ăn rồi đi, nó làm cho quý vị hứng thú xào đồ ăn vô cùng luôn. Tại vì sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nó làm cho mình trộn, nó cúng 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 vô con Phật hiệu. Nên những đức nói rằng là ngồi đợi ai, hoặc người ta đi mua gì, hoặc là mấy ông đàn ông chở vợ đi mua đồ mua sắm, đàn bà thì người ta vô lựa, nó trộn nó nhiều chuyện nhiều điều, nó coi cái này coi cái kia, không mua mà cũng nhìn son nhìn phấn nhìn đồ nhìn quần nhìn áo nhìn tùm lum. Rồi mất thời gian, mình phải để cho họ thoải mái đi, chứ mình đừng có mà cái kiểu mà mình ngồi bên ngoài mình đợi người ta, mà người ta ra mình mặt lớn mặt nhỏ cằn nhằn cử nhử, đi gì mà đi lâu, mua cái gì mà mua dữ, mua gà cây gì mà mua dữ, bực bội. Mình mà chở người ta đi mua đồ gì mai mốt người ta không dám nhờ mình ở đâu. Nên mình là người đàn ông mình phải ra lăng chút xíu, mình ngồi mà khi mà ta mua đồ ra, mình bước ra mình mở cửa xe ra, đồ đưa đây sách phụ cho này kia, đồ bước ra đồ năng nổ vui ha, vui vẻ, thì tự nhiên mình chở người ta đi mua đồ vậy đặc biệt lắm. Còn mình mà chở người ta đi mua đồ, mình ngồi ở ngoài mà kiểu mà đợi người á, cái tâm đợi người là sanh phiền não. Còn bây giờ cái tâm chúng ta niệm Phật sao sanh phiền não? Họ đi vô trong họ lựa đồ, họ nhìn ngó, họ mệt vô cùng, còn mình ngồi bên ngoài A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ồ, nó sướng gì đâu chứ. À, thử đi, nhà Đức làm thử rồi nè. Đây là chính xác thật 100% luôn, tự làm luôn. Chở mấy cô đồ đi đến siêu thị, đi đến Bách Hóa Xanh được ha. Nó vô trong nó lựa đồ, nó mua quá trời mua, mình ngồi bên ngoài xe, mình chạy qua bên cái đường bên kia ha. Mình chạy lên cái đường ranh, mình ngồi trên đó trên chiếc xe, mình bấm cửa sổ xuống một chút xíu, cái cửa xe xuống một chút, mình bắt niệm Phật lớn lên để chi? Cho ở khu vực ở đó cỏ cây hoa lá hương linh gì, người bán đồ hàng rong đồ được nghe điệu niệm Phật luôn. Mình ngồi mình cứ gì đội cái nón lên, sợ ta nói mình thầy chùa mà chạy xe hơi đồ chở mấy cô ni đồ đi mua đồ ha, mình đội cái nón kết nè, bịt khẩu trang ngang ha. Tôi nhìn tưởng đó là dân này dân chạy xe phải không, tưởng nó dân chạy xe mà không ngờ thầy chùa. Mấy cô gặp cũng không biết đâu, đội nó kết nha. Thường là đi đâu bây giờ đội nó kết không à, như đi đâu giờ cũng đội nó kết nha. Nó đội nó kết chạy xe ở đường, đội nó kết bịch khẩu trang ngang nha, ngồi nghe đợi mấy cô nghe bắt cái điều niệm Phật lên, bấm cửa xuống. Có nhiều người nói trời tài xế mà niệm Phật dữ dằn á trời, ngồi bên trong nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình làm như mình nghe nhạc ngày xưa vậy đó, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, phê hiểu không, niệm Phật mà phê á. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Trời ơi, nó tự tại về đâu thì quý vị biết cái cảm giác đó đó nghe. Cái cảm giác đó mà tự nhiên mấy cô mà ra cái làng như đứt bước xuống liền. Tại mình là gì? Mình là người chạy xe, mình phải làm luôn trách nhiệm của lơ xe. Bước ra bấm cửa kịch kịch kịch, kéo cửa rẹt, mở cửa sổ phía sau, mở cửa phía sau để đồ vô, sách 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 phụ vô. Trời ơi, lúc mình làm ông thầy thì hướng dẫn nhiệt tình, lúc chạy xe thì làm người chạy xe nhiệt tình, lúc làm lơ thì làm lơ nhiệt tình. Vậy thì mình ở nhà mình lúc làm chồng thì có quy của làm chồng, lúc chở vợ đi mua sắm thì có cái quy của mua sắm, lúc đợi chờ người ta thì mình mới là người đợi chờ tuyệt vời hơn, nhẫn nại. Vậy thì quý vị là người chồng người vợ quá tuyệt. Vậy thấy không, có một tình độ hay không? Đây là áp dụng thật sự luôn nè.
Thật sự là áp dụng, tại vì mình chạy xe bây giờ mình không có cơ hội, mình phải chở mấy cô đi để mình có cơ hội mình luyện xe, mình chạy cho cứng luôn. Nó mình chở họ đi để mình có cơ hội mình chạy á. Mình chạy chỗ này chạy chỗ kia cho mình quen luôn, biết luôn. Nó lỡ rồi chạy xe chạy tới cùng luôn. Bữa nay xe 16 chỗ rồi chạy kích liệt, chạy rồi. Xe 30 chỗ chơi luôn. Chạy hết. Tại vì sao phải biết? Biết rồi thì quản lý nguyên một cái dàn xe chùa mình mười mấy chiếc. Nghĩ nghĩ đi. Thì xe chạy sao sao, máy ổng sao sao. Những đứa lên xe chạy xong bật máy lạnh xong tắt xe cái là những đứa tắt máy lạnh hết làm sao. Để mình coi trong cái giấy hướng dẫn mà để mà gọi là xe chạy cho nó bền bỉ sao sao đó. Mình coi vào đó mình thí nghiệm mình thử hết. Khi mà ông nào chạy xe lạng quạng là bị những đứa biết hết trơn. Còn nếu không những đứa không biết cái gì hết trơn, mấy ông làm cái gì những đứa có biết đâu. Quay mình sao mình nghe vậy, bây giờ những đứa biết gì chuyện xe cổ hết trơn rồi. Nên từ nơi đó thì mấy ông chạy xe những đứa gầy sao sao sắp xếp xe mình ổn định. Các vị thôi, cả một vấn đề mình phải rèn luyện chứ, thấy không? Nó này là xác thực chứ không phải là mình nói mà không làm. Nó đây là hướng dẫn, ngồi hướng dẫn quý vị rồi xong rồi nuôi bao nhiêu bà già mà tới giờ chở người ta đi mua đồ là ngồi đợi người ta ngoài đường. Đây là làm 100% luôn nè, ngồi đợi ngoài đường luôn. Nó từ nơi đó mà phải làm như vậy đó. Nó, con người của mình sống trong cái cuộc đời này á, cái việc lớn cũng làm được mà việc nhỏ cũng làm được. Đừng có nói là tôi làm việc lớn việc nhỏ không làm. Vậy thì cái việc nhỏ không làm nó phá từ cái nhỏ. Giống như nguyên một cái lu nước nó bự nhưng mà nó rỉ một chút nước, mà mình không giải quyết cái vấn đề rỉ nước này là nó chảy hết trơn nước trong cái lu. Thấy không? Nên cái việc này là trong cái cuộc đời mỗi con người chúng ta phải nhận thức. Nên những đức nói cái pháp môn tịnh độ này nó hay lắm. Ngày Chủ nhật mà quý vị đi đến đây cộng tu nó lợi ích cực kỳ lớn luôn. Những đức nói lợi ích quá lớn. Nói mà cái chuyện mà vợ chồng gia đình đi đến đây cộng tu ngày Chủ nhật mà vui là thấy đặc biệt rồi. Nó vui là thấy đặc biệt rồi đó. Ngồi tự nhiên bị kết duyên được bao nhiêu con người tu ở trong đây, mà những con người ở đây tương lai thế về thế giới cực lạc làm Phật. Bây giờ quý vị phải nhớ là chỉ cần nghe câu Phật hiệu là gieo cái duyên đắc độ về sau. Còn ai chăng thật hành chi tịnh độ thì đời này chắc chắn vãng sanh. Nên có một câu nè mà vị thiền sư ngày dạy nè. Tăng thiền sư có câu: Di Đà rất dễ niệm, tịnh độ thật dễ sanh. Còn viết: Người tham thiền rất nên niệm Phật, nếu căn cơ độn chỉ e đời này chưa thể đại ngộ, phải nhờ Di Đà nguyện lực tiếp dẫn vãng sanh. Ngài còn viết: Nếu ông niệm Phật mà chẳng sanh tịnh độ thì lão tăng sẽ đọa trong địa ngục kéo lưỡi. Ghê không? Thì thiền sư này nói một câu phải không? Nếu ông chân thật niệm Phật gầy dựng tín nguyện cả đời mà nếu ông không vãng sanh thì lão tăng ta sẽ chịu đọa địa ngục kéo lưỡi. Còn nếu ông niệm giữa chừng mà ông bỏ cuộc thì chuyện này không tính nha. Nó, ông phải từ khi gặp tịnh độ cả đời ông niệm Phật không bỏ cuộc luôn. Ông gặp sự cố gì ông cũng phải niệm Phật hết trơn á. Nếu mà ông không vãng sanh thì lão tăng ta chịu đọa địa ngục kéo lưỡi. Nó rộng ra một chút. Nên từ nơi đó mấy vị coi, những vị này tâm đắc về tịnh độ vô cùng, tuy là tu thiền. Tu thiền mà rất tâm đắc về tịnh độ. Vì biết rằng ngài Ngẫu Ích Đại Sư là vị tổ thứ 8 của Tịnh Độ Tông, ngài là tu thiền đạt đại ngộ. Quý vị phải nhớ nghe, đại ngộ cũng chưa giải quyết vấn đề sanh tử. Tu thiền mà đại ngộ chưa giải quyết được vấn đề sanh tử. Phải là đại triệt đại ngộ mới là giải quyết vấn đề sanh tử. Triệt luôn, không còn một chút nghiệp luôn. Đại triệt đại ngộ mới giải quyết vấn đề sanh tử. Đại ngộ vẫn chưa giải quyết được vấn đề sanh tử. Khi ngài Ngẫu Ích Đại Sư, ngài tu thiền đạt đến đại ngộ rồi, ngài gặp một chặng bệnh, quý vị biết rằng ngài tự nhiên ngài không giải quyết được vấn đề sanh tử. Lúc đó ngài mới tìm sách của Đại Sư Liên Trì ngài đọc. Khi đọc sách của Đại Sư Liên Trì xong rồi ngài quy hướng ngài niệm Phật luôn. Lúc đó ngài niệm Phật nghe, thì ngài có viết một đoạn văn ngài nói rằng: Lúc đó tôi niệm Phật một vạn con trâu kéo tôi kéo cũng không nổi tôi nữa. Ý nói là cái gì? Là tín nguyện của ngài quá kiên cố. Nếu ngài tu thiền mà đạt đến đại ngộ có nghĩa là bậc thông tâm thông giáo, như là bậc tổ sư của nhà thiền luôn rồi đó quý vị. Nhưng mà quy hướng niệm Phật, lúc đó ngài tín nguyện, ngài biết được cái pháp môn tu thiền không dễ. Dù là đạt đại ngộ nhưng khi bệnh đau không giải quyết vấn đề sanh tử, phải đại triệt đại ngộ thì mới thu thần tịch diệt, mới được giải thoát hoàn toàn. Từ nơi đó mà ngài thấy quá khó, ngài mới đọc sách Đại Sư Liên Trì, và ngài từ đó về sau khuyên người niệm Phật. Mà chính bản thân ngài niệm Phật, ngài nói rằng một vạn con trâu kéo ngài kéo không nổi ngài luôn. Quý vị coi, đại ngộ chưa giải quyết được vấn đề sanh tử. Vậy thì bây giờ quý vị tu những cái môn như vậy, quý vị đạt được cái gì? Quý vị ngồi còn ngủ gục nữa chứ đại ngộ. Thử ngồi đi ngủ gục không?
Đại thiền là gì? Là đại ngủ. Thử đi. Rồi khi quý vị mà không đạt được cái gì của cái cách tu đó thì làm sao quý vị giúp cho người thân mình? Rồi khi quý vị giúp cho một con người bình thường, mà nếu quý vị tu ngoài tịnh độ, quý vị giúp cho một con người bình thường, người thân quý vị bình thường, cha mẹ bình thường gần chết, quý vị giúp sao? Giúp sao? Khi quý vị tu thiền phải đạt được cái công phu là câu thông được tâm thức. Thì khi quý vị ngồi xuống, quý vị câu thông từ tâm thanh tịnh câu thông nhau thì giúp được nhau, hỗ trợ một chút. Còn nếu như cái tâm quý vị động loạn hoàn toàn, ngủ gục, không đạt được công phu gì, thì quý vị ngồi đó thì quý vị giúp người ta cái gì? Không có cái tha lực để giúp được. Còn tu tịnh độ thì làm sao? Tu tịnh độ thì cái người thân của mình, dù họ chưa biết tu bao nhiêu, nhưng khi họ cặn tử nghiệp gần chết, mình nói với họ thế giới cực lạc đặc biệt lắm, nên niệm Phật. Chúng con niệm Phật, chúng tôi niệm Phật, niệm theo nha. Thì bắt đầu là mình niệm Phật, họ nghe câu Phật hiệu, họ niệm theo, họ nương vào bổn nguyện của Phật. Tự nhiên lúc đó tâm trạng họ bình tĩnh thoải mái, là lúc đó họ có thể an lạc, họ trụ vào câu Phật hiệu để họ nhẹ nhàng họ đi. Nếu họ không được giảng sanh mà họ nghe được danh hiệu Phật, gọi là văn danh được phước, thì họ cũng được tái sinh đến cảnh giới lành. Còn nếu như không phải tu tịnh độ, quý vị lấy cái gì giúp người ta? Mà cái người tu tịnh độ á, gặp người bệnh đau bị khuyên rất là dễ, niệm Phật đi. Còn cái người không tu tịnh độ, quý vị gặp người bệnh đau bị kêu cái gì? Kêu gì đây? Không lẽ kêu ngồi thiền đi? Còn mặt tông còn khó hơn nữa, tức thân thành Phật khó hơn tu thiền luôn. Nên nó là mặt, mặt không phải là bí mật. Mặt tông gọi là gì? Chừng nào bạn đạt được công phu cực kỳ cao đi rồi bạn hãy tu mặt tông, bạn mới vô đó được. Nên đại lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngày Phương Tiện, ngày nói một câu như thế nào? Bây giờ bạn về cực lạc đi, rồi các môn như tu thiền tu mặt bạn hãy tu. Nhưng mà tôi xin thưa với quý vị chân thật, nếu quý vị là người đã niệm Phật sanh cực lạc thì quý vị mau được thành Phật thì phải làm sao? Tiếp tục về cực lạc niệm Phật. Vậy nói chỗ này có căn cứ không? Có căn cứ. Trong khi Đức Thế Tôn còn tại thế, trong cái hội giảng kinh của Đức Thế Tôn, quý vị biết rằng Kinh Hoa Nghiêm là vua của các kinh. Nhưng phẩm chót của Kinh Hoa Nghiêm là gì? Mười đại nguyện vương hướng dẫn về cực lạc là phẩm chót. Mà đó là trong pháp hội của Đức Thế Tôn, Kinh Hoa Nghiêm là quý vị biết rằng bậc A-la-hán là không vào nổi lúc mà giảng Kinh Hoa Nghiêm rồi đó quý vị. Như vậy đó mà những bậc đại sĩ như Ngài Phổ Hiền, Ngài khuyên tất cả những vị đại sĩ nên niệm Phật cầu sanh cực lạc. Mà Đức Thế Tôn Ngài nói một câu sao? Lành thai là tốt lắm, tốt lắm. Quý vị coi đó. Nhưng bậc đại sĩ mà còn phải niệm Phật đi về cực lạc. Phàm phu chúng ta mà không niệm Phật đi về cực lạc. Vậy thì quý vị suy nghĩ kỹ đi. Nếu mình không niệm Phật đi về cực lạc, vậy thì mình cái như mình tiêu, mình không có cơ hội. Nên chư tổ sư nói rằng, nếu như Đức Thế Tôn không nói pháp môn niệm Phật, như vậy thì chính chúng sanh 9.000 năm trong thời mạt pháp, kể như là từ cõi người cho tới cõi chờ, chúng ta không có cơ hội gì hết luôn. Nhờ cái pháp môn tịnh độ này mà cõi người được tiếp nhận và được giải thoát, cõi chờ chư thiên cũng niệm Phật để được giải thoát. Ở nói tịnh độ người nó hừng hực lên đó. Trời, có cái bà đó bên nước nào không biết, bà nhắn tin thường xuyên, mới nói câu trầu ô, mỗi lần mà con nghe thầy chia sẻ mà thầy nói hừng hực con mê. Nghe hừng hực là con cũng hừng hực theo. Cái cảm giác nó như là nó nương tịnh độ rồi, nó nương bổ nguyện của con người mà nó hừng hực. Thấy không? Nên cái cách chia sẻ của người tín nguyện nó mạnh lắm. Lúc mà mình dụng công phu mình tu là mình xuống mình chia sẻ, nó cực kỳ mạnh. Nên quý vị ở nhà nghe hai thời sáng tối không được bỏ nè. Sắp xếp được ngày Chủ Nhật đi đến đây cộng tu, nó bổ túc cho quý vị, xác thực trong cái đại chúng. Mà bao nhiêu con người đang ngồi nghe gì, nó tạo thành một cái quay lực gia trì. Nó tạo thành một cái quay lực gia trì cực kỳ lớn, không đơn giản đâu. Còn thí dụ như các người trẻ tuổi đồ này kia, đồ nam trẻ nữ trẻ vô đây tu đi, những đức xin thưa quý vị 100%, nếu quý vị mà là người chân thật niệm Phật, muốn có chồng thì gặp chồng đàng hoàng, muốn có vợ thì gặp vợ đàng hoàng, đi tu thì giải thoát. Mà nếu như niệm Phật mà muốn có chồng thì gặp chồng đàng hoàng, muốn có vợ thì gặp vợ đàng hoàng. Tại vì sao? Một câu ai với đạo Phật là giai sung mãn. Nếu chân thật mà niệm Phật, con nít niệm Phật giết thành thông minh.
Người xấu xí niệm Phật thành có duyên, người đẹp niệm Phật thành có đạo đức. Quý vị coi, một câu Phật hiệu này giải quyết tất cả vấn đề. Đừng có nói là tuổi trẻ vô đây niệm Phật làm chi. Mục tiêu là người già niệm Phật để giải thoát, người trẻ niệm Phật lập được sự nghiệp luôn. Quý vị coi cuộc đời con người những đức nè, ngoài đời không làm ra trò chống gì, một mình lo không xong. Như vậy mà từ khi gặp niệm Phật mà chân thật niệm Phật, như vậy mà bây giờ lo được cho 800 người. Thấy lạ không? Mà những đức đâu có làm kinh doanh cái gì đâu, chỉ có niệm Phật thôi. Vì mà lo cho bao nhiêu trăm con người như vậy, làm bao nhiêu chương trình như vậy là vì sao? Là nhờ niệm vạn đức hồng danh. Nên tất cả những người trẻ tuổi khắp nơi nơi và ngồi ở đây đang nghe nè, đừng bao giờ chúng ta nghe mà chúng ta nản lòng vì cái chuyện tịnh độ này. Tịnh độ có thể giải quyết vấn đề cho quý vị. Nhớ nghe, tịnh độ có thể giải quyết vấn đề cho quý vị. Bây giờ mình muốn gặp một người chồng đàng hoàng không? Muốn. Gặp người vợ đàng hoàng không? Muốn. Niệm Phật đi. Cái này là nói cái chuyện nhân sinh của cuộc đời này thôi, niệm Phật đi. Nó. Rồi quý vị muốn duyên dáng không? Muốn. Niệm Phật đi. Quý vị nói là duyên dáng là do cắt xén cái miệng, cắt con mắt, cắt lỗ mũi hả? Đôn chỗ này đôn chỗ kia là duyên dáng hả? Đây là gọi là phá hoại hoàn cảnh tự nhiên hả? Chứ duyên dáng gì? Không có duyên dáng gì hết trơn hả? Đó, nên từ nơi đó quý vị biết rằng phải cố gắng. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể đại chúng, chúng ta nghe được tịnh độ này nó đặc biệt lắm. Cái cảm giác nó tuyệt vời lắm. Nên quý vị về nhà cố gắng mà dụng công tu, đừng có bê tha với cái câu Phật hiệu, mà phải luôn luôn là hưng khởi cái câu Phật hiệu nghe không? Để mà cuối cuộc đời chúng ta đó đều hẹn ở Cực Lạc mà gặp nha. Hay với Đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, động sanh về tịnh độ.